Thưa quý vị và các bạn, qua những số đầu chúng tôi phát sóng thì đã nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị. Và đa số thì quý vị đều mong muốn rằng các số tiếp theo sẽ được phát sóng. Và đặc biệt thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư từ gửi về Ban Văn hóa Đoàn thể FPT để thể hiện tình cảm rất là sâu sắc. Và sau đây thì tôi xin công bố những lá thư đặc biệt này. Một bạn có nickname là Hồng Lồn, đến từ FU Hà Lạt, có gửi về chương trình rằng: chào anh, chị, em, cô, cậu, chú, bác. Vâng, bạn rất là chu đáo. Những ai đang đọc lá thư này, em là một fan của Ai Là Chọc Phú từ những số đầu tiên. Mỗi lần Ai Là Chọc Phú ra số mới, em cũng như là bạn bè trong lớp được một phen cười nghiêng ngả. Không hiểu sao nó lại hài đến như vậy. Em hy vọng rằng năm nay ban tổ chức sẽ tiếp tục sản xuất Ai Là Chọc Phú và đổi mới chương trình cho ngày càng hay hơn. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đổi MC Thọ Vẩu. Em chân thành cảm ơn. Vâng, thưa bạn, là tất cả cái chương trình của chúng tôi trong cái phiên bản mới này chả có gì thay đổi, ngoại trừ cái việc thay đổi MC. Thọ Vẩu sẽ được thay đổi bằng tôi nhá. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Lê Trường Tồn, đến từ ban tuyển sinh của Đại học FPT. Vâng. Xin chào anh. Vâng, em xin chào anh MC cũng như toàn bộ quý khán giả. Bạn cảm thấy thế nào? Vâng, hôm nay thì em rất phấn khởi vì có mặt tại đây và ngồi trên ghế nóng này. Thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, phòng tuyển sinh và đặc biệt là bản thân em thì thay cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Đại học FPT. Bạn bình tĩnh. Đây là chương trình đi tìm Ai Là Chọc Phú chứ không phải là diễn đàn để bạn tuyển sinh ở đây. Ôi thôi chết, xin lỗi anh cũng như khán giả. Vì dạo này áp lực doanh số quá nên đi đâu em cũng tưởng đang có mặt ở trường cấp 3. Ok, không sao. Theo như bản đăng ký của bạn thì trước đây bạn là một MC chuyên dẫn đám cưới này và mới chuyển về FU được một tháng đúng không? Vâng. Thế thì bạn cảm thấy công việc mới như thế nào? Thưa anh cũng như quý khán giả, thì từ khi về làm FU thì thú thực là em chả khác gì so với nghề cũ cả. Đến mùa là cũng chạy show thôi, có hôm có 3 chương trình, có hôm có 4 chương trình của xã. Vừa làm MC mà vừa MC, vừa hát, vừa kiêm chỉnh âm thanh và chỉnh nhạc, và cuối cùng là bê vác loa đài của chương trình anh ạ. Thật vậy sao? Vâng. Thưa các bạn, rất là đa di năng. Thế thì không biết là hôm nay bạn đến với chương trình, bạn có thể gửi cho chúng tôi một bài hát hay là một trích đoạn nào đó không? Vâng, để mở đầu chương trình hôm nay thì em xin phép gửi đến quý vị cũng như khán giả bài hát rất là sôi động vừa vui vẻ mang tên Thành Phố Buồn. Ôi trời. Có cái bài nào nó vui hơn? Hôm nay là chương trình đầu của mùa 2, buồn quá nó vui hơn tí. Rất buồn anh. Buồn quá. Vâng, để tiếp nối chương trình, ca sĩ Lê Trường Tồn xin gửi tới quý vị và các bạn một ca khúc Từ Trên Trời Rơi Xuống của Châu Việt Cường. Châu Việt Cường. Nếu hát hay xin nhiệt liệt một tràng vỗ tay. Rồi, ok, xin mời bạn đến đây. Anh bước đi trong lặng thầm đến cố quên đi tình đầu. Một người anh yêu nhất anh cũng đã bỏ rơi đời anh. Thôi, bạn ơi, bạn mà biểu diễn nữa thì nhà tài trợ của chúng tôi bỏ đi hết. Thôi. Thế đi hội thảo chương trình nào bạn cũng hát như thế này à? Vâng, các cháu nó máu lắm anh ạ. Toàn lên quẩy, đứng lên xòe quả, chặt chém hoa quả, nơi tung bừng luôn. Vâng, rất cảm ơn anh. Với phần thi tài năng vừa rồi thì chúng tôi hy vọng là hôm nay chương trình Ai Là Chọc Phú hôm nay anh sẽ phát huy được tài năng của mình để chinh phục các câu hỏi của chương trình. Vâng, để trở thành Ai Là Chọc Phú thì anh phải trải qua những cái mốc sau đây: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 và 50. Tương ứng với nó là 50 câu hỏi từ dễ đến khó. Anh đã sẵn sàng để đến với những câu hỏi đầu tiên chưa? Vâng, tôi sẵn sàng. Vâng, thưa quý vị, người chơi chúng ta đã sẵn sàng. Và chúng ta bắt đầu đi tìm Ai Là Chọc Phú. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta như sau. Câu hỏi số 1: ai đã đánh cắp nỏ thần của An Dương Vương? Có 4 đáp án. Đáp án A: Thần Kim Quy. Đáp án B: Lý Thông. Đáp án C: Trọng Thủy. Và đáp án D: 40 tên cướp. Câu hỏi cũng rất là đơn giản. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng câu hỏi đầu tiên là những câu hỏi mà mang tính chất ném tiền qua cửa sổ để giúp người chơi dễ dàng tiếp cận với chương trình hơn. Hình như anh không có đáp án cho câu hỏi này. Thật với anh là tôi nhớ đã nghe đâu rồi.
hình như ở cấp 1 thì qua mấy câu chuyện cổ tích xem nhau ấy, tôi không nhớ chính xác như nào. Thế anh có phân vân cái đáp án nào không? Thứ nhất, tôi phân vân đáp án A. Thứ hai, tôi phân vân đáp án C. Và phân vân luôn cả hai đáp án còn lại. Có nghĩa là anh đang phân vân cả bốn đáp án. Vâng. À, thưa quý vị, khi mà người chơi phân vân giữa các đáp án thì chúng tôi luôn luôn tư vấn người chơi là nên sử dụng quyền trợ giúp của mình. Thôi anh quan đã. Ở cái đầu tiên mà dùng chữ trợ giúp thì hơi mất mặt, nhất là những người làm trong ngành giáo dục như tôi. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Như vậy thì anh phải chọn một trong bốn đáp án mà chúng tôi đã nêu ra. Vậy thì tôi cho rằng đáp án D anh ạ. Nghe 40 tên cướp thì chắc chắn là phải đi ăn cướp rồi. Tôi nghĩ là nó thần không nằm ngoài khả năng của họ đâu. Thế anh có biết 40 tên cướp này là những ai không? Tôi biết chứ. 40 tên khả năng là Alibaba và 40 tên cướp. Đúng rồi. Nhưng mà căn cứ vào đâu để anh nghĩ là họ từ bên kia nước ngoài sang Việt Nam để ăn cướp? Ừ nhở, anh nói đúng đó, rồi đấy. Nghe cũng hơi xa. Thần Kim Quy thì chắc chắn không phải rồi. Thần ý, thì ai đi ăn cướp làm thế này. Một phân vân hay đáp án còn lại là Trọng Thủy, Lý Thông. Vâng, nếu như vậy thì anh có thể sử dụng sự trợ giúp là 50-50 nếu như là phân vân giữa hai đáp án. Anh thôi ạ, cho tôi dùng quyền trợ giúp 50-50 đi. Chứ thua hai câu đầu thì còn mặt mũi nào về trường. Vâng, như vậy là người chơi đã yêu cầu sự trợ giúp 50-50. Vậy chúng tôi nhờ máy tính sẽ bỏ đi hai phương án. Vâng, thưa quý vị, máy tính đã bỏ đi hai phương án là A và D. Vậy anh chỉ còn sự chọn lựa hai phương án còn lại là B và C. Lý Thông hay là Trọng Thủy? Cái anh trời tồi nhỉ, thế này trợ giúp cái chó gì? Anh đã nói cho cẩn thận nhá. Cái này là máy tính nó bỏ đi hai phương án hoàn toàn ngẫu nhiên mà nó trùng hợp với ý của ban tổ chức thôi, chứ còn chúng tôi là luôn luôn hoàn toàn công tâm với tất cả mọi người. Nhưng thế thì bằng không à? Còn sự trợ giúp là không anh? Vâng, vậy thì anh còn ba sự trợ giúp là hỏi tổ tư vấn tại chỗ, hỏi ý kiến khán giả và gọi điện thoại cho người quen. Anh chọn phương án nào? Vậy thì anh cho tôi chọn tư vấn tại chỗ đi, tổ tư vấn tại chỗ. Vâng, như vậy là người chơi đã chọn sự trợ giúp là tổ tư vấn tại chỗ. Vậy xin hỏi là có ai biết câu trả lời, xin mời giơ tay. Vâng, xin mời bạn áo đỏ. Xin chào anh, chào tất cả khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Lê Trung Thành, hiện đang học tại khoa quản trị kinh doanh của Đại học FPT. Em xin tư vấn cho thầy Tồn đáp án C, Trọng Thủy. Em nhớ rất rõ chuyện này vì bạn gái cũ của em, nó cũng tên Thủy. Nó bỏ em theo thằng khác nên em không bao giờ quên được. Ờ, thế cũng là Thủy à? Thế nó có trộm nỏ của em không? Ờ, em làm gì có nỏ á? Thế thì cũng không chắc đâu em ạ. Vâng, xin mời bạn thứ hai. Xin chào thầy Tồn, anh MC và quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Thu Thủy, hiện đang học khoa tài chính của Đại học FPT. Em xin tư vấn cho thầy Tồn đáp án là B, Lý Thông. Vì Thủy thì không lấy của ai cái gì đâu ạ. Và em là người yêu cũ của anh Thành ạ. Này, hai đứa mày mang cái chuyện tình cảm đây có mà chết à? Cái cuối cùng là đáp án nào? Vâng, tôi là Nguyễn Thanh Sơn, hiện đang là trưởng phòng tuyển sinh của trường cấp 3 FPT. Đồng nghiệp ạ, thế mà có phải là người yêu mới của Thủy không đấy? À không, vâng. Đây là một tình huống trong chuyện nỏ thần, hay còn gọi là Mỹ Châu Trọng Thủy. Và kẻ cắp ở đây là Trọng Thủy, còn Lý Thông nằm trong chuyện Thạch Xanh thưa thầy. Nên tôi xin tư vấn cho anh Tồn đáp án C, Trọng Thủy. Vâng, rất là chi tiết, rất là đáng tin cậy. Chắc anh Tồn đã có sự chọn lựa cho đáp án của anh. Trước hết là tôi xin cảm ơn tổ tư vấn tại chỗ vì giúp trợ giúp đắc lực vừa rồi. Nhưng mà thú thật là tôi vẫn 50-50 lắm anh ạ. Tại sao anh lại băn khoăn trước giữa hai sự tư vấn rất là đắc lực vừa rồi? Anh ạ, tội FPT ấy, tôi chả tin được ai anh ạ. Toàn hứa một đàn làm nhẹo, nhất mấy ông làm sếp ấy. Tôi hiểu, nhưng mà anh vẫn phải đưa ra đáp án đúng cho câu hỏi này. Vâng, tôi đã có đáp án. Là đáp án C, Trọng Thủy. Vâng, tức là vẫn nghe theo sự trợ giúp, đúng không ạ? Tại sao anh lại quả quyết như vậy? Vì nãy nghe tư vấn của anh Sơn thì tôi có nghe cụm từ Mỹ Châu Trọng Thủy, nên chắc chắn là Trọng Thủy thì phải liên quan hơn đáp án còn lại. Như vậy là câu trả lời cuối cùng của anh là C, Trọng Thủy. Vâng. Vâng, người chơi đã đưa ra đáp án cuối cùng. Chúng ta cùng chờ xem kết quả. Vâng, là C. Xin chúc mừng anh Tồn. Anh đã trả lời đúng và mang về cho mình 1 triệu đồng.
Thực ra cái câu chuyện này tôi nghĩ là đứa trẻ con nó cũng biết, nhưng có lẽ là do áp lực kinh doanh quá nhiều đã khiến cho anh tạm thời quên mất. Nhưng không sao, anh đã vượt được qua mốc đầu tiên. Xin chúc mừng anh. Một câu mà toát hết cả mồ hôi đã. Với việc tư vấn chính xác cho người chơi thì bạn Thanh và bạn Sơn của chúng ta mỗi người đều được nhận 200.000 đồng. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 2. Anh đã sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng. Vâng. Câu hỏi số 2. Năm 2016, FPT Retail đã hợp tác với ai để triển khai hệ thống chuỗi cửa hàng của mình? Có 4 đáp án. A là Vinataba, B là Vinamilk, C là Vinagame và D là Vinahouse. Câu này hơi chuối nhỉ? Chuối là chuối thế nào? Tức là tôi biết thông tin của 4 đáp án này, nhưng mà tôi không hiểu FPT Retail thì liên quan gì đến 4 đáp án này nhỉ? Mà lại đáp án đúng được. Thế anh có lý giải gì rõ ràng hơn không? Đầu tiên ý, thì là Vinataba. Tôi là người hiếu thuốc ấy, nên tôi cũng biết đây là công ty thuốc là rất nổi tiếng rồi. Thứ hai là công ty sữa, ngày nào tôi cũng sử dụng sản phẩm của họ rồi. Thứ ba là công ty game. Công ty này ngày xưa ấy, rất đỉnh đám với game Võ Lâm Truyền Kỳ, tôi cũng cày. Và thứ tư là Vinahouse ấy, là dòng nhạc là căng cực. À, cực căng cực chứ. Đấy, loại 4, loại đã bán 4 ấy, thì vẫn còn 3 đất công ty không liên quan lắm đến FPT Retail. Vâng, có vẻ như là anh biết rất chi tiết. Vậy anh phân vân dựa trên những đáp án nào? Tôi cho rằng Vinataba anh ạ. Vì tiền thân FPT ấy, là công ty sấy thuốc lá, nên biết đâu ngựa quen đường cũ cũng nên. Vậy theo anh thì họ sẽ hợp tác như thế nào? Tôi đang phân vân vấn đề ở đây. Có thể là vào FPT Shop mua điện thoại, được tặng một cây hút thuốc bổ phổi. Thế còn hai đáp án còn lại thì sao? Tôi không nghĩ sữa thì liên quan gì đến sản phẩm công nghệ điện thoại. Còn về game thì ngày xưa FPT cũng công ty game, nhưng mà sập mất rồi. Cũng có thể là game đấy anh ạ. Vâng, khi mà người chơi phân vân ấy, thì tốt nhất là chúng ta nên có một sự lựa chọn, đó là tìm kiếm đến sự trợ giúp. Vâng, vậy thì tôi xin tận dụng sự trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Vâng, thưa quý vị, là người chơi muốn xin ý kiến khán giả của trường quay. Vậy xin đề nghị khán giả sẽ đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Ồ, thật là bất ngờ. Tất cả 4 phương án đều chia đều là 25%. Như vậy là làm khó cho anh Tồn rồi. Vâng, tôi đồng ý với anh. Gì chứ hỏi khán giả FPT cũng như không hỏi. Nhưng anh vẫn còn một sự trợ giúp nữa. Không 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 anh ơi, tôi chỉ dành sự trợ giúp cuối cùng là để thông báo mình đã trở thành trọng phú thôi. Thưa anh, đấy là phiên bản của nước ngoài mà khi người ta đã hoàn thành 50 câu trả lời rồi. Nhưng thưa anh là bây giờ anh còn những 48 câu hỏi nữa cả. Game thế thật quá bây giờ. Vậy đáp án cuối cùng của anh là gì? Đáp án cuối cùng của tôi là đáp án B, sữa. Anh vừa đưa ra đáp án cuối cùng. Theo luật thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu trả lời đúng. Thế nào mà anh lại chọn một cái đáp án mà anh không phân vân một tí nào? Thưa anh, thưa quý vị khán giả, theo phương pháp loại trừ ấy, thì sữa ấy, là đáp án mà tôi không bao giờ nghĩ ra được. Nên khả năng cao ấy, là đáp án mà lãnh đạo FPT ấy, chọn. Tức là lãnh đạo FPT thường đưa ra những quyết định không giống như anh nghĩ. Chính xác. Nếu hôm nay anh vẫn anh giữ hội nghị chiến lược của bên tôi ấy, chắc chắn anh sẽ hiểu điều này. Vâng, thưa các bạn, người chơi đã đưa ra đáp án cuối cùng. Chúng ta hãy cùng chờ kết quả. Vinamilk. Thấy chưa, tôi lại bảo mà lãnh đạo với tôi ít có bình thường lắm. Vâng, với sự dũng cảm của người chơi, thưa quý vị, anh Tồn đã vượt qua được câu số 2 và mang về cho mình 2 triệu đồng. Và cũng đã bảo toàn được sự trợ giúp cuối cùng với mục đích là sẽ thông báo trở thành trọng phú của mình. Và tiếp theo thì anh đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi thứ 3 của chúng tôi chứ? Vâng, tôi sẵn sàng rồi. Câu hỏi số 3. Chủ đề của hội diễn
sao chổi 2018 là gì? Có 4 đáp án: A. The Remix, B. The Voice, C. The Hell và D. The Bolero. Vâng, cuối cùng thì có phải một câu dễ này. Vâng, có nghĩa là anh đã có đáp án. Vâng, chính xác. Với một người yêu văn hóa văn nghệ và cũng là một ca sĩ hát nhạc sôi động như tôi ấy, thì tôi chắc chắn là biết đáp án câu hỏi này rồi. Vâng, vậy xin mời anh đưa ra đáp án. Vâng, câu trả lời cuối cùng của tôi ấy là The Remix, hay còn gọi là Hòa Âm Ánh Sáng. Vâng, rất quả quyết, người chơi đã đưa ra đáp án cho câu hỏi số 3. Và xin chúc mừng, đó là câu trả lời đúng. Và xin hỏi năm nay là anh có tham gia sao chổi không? Có chứ anh, tất nhiên rồi. Đây là năm đầu tiên tôi vào FPT ấy, lại trúng chủ đề tủ này thì chắc chắn là tôi sẽ phải tham gia rồi. Anh sẽ tham gia ở vai trò và vị trí nào? Thú thực với anh là ban đầu ấy tôi cũng cử là hát chính luôn. Nó không hiểu sao phòng của tôi lại bảo tôi phù hợp với vị trí DJ ấy. Có thể là vai trò DJ là linh hồn. Và câu hỏi số 4. Đâu là tên của một vở kịch Sở Ti Cô do Hoàng Sù thủ vai? Đáp án A. Anh Hùng Xạ Điêu. Đáp án B. Anh Bình Nói Điêu. Đáp án C. Bụi Đời Tân Thuận. Và đáp án D là Bụi Đời Chợ Rời. Tôi cực kỳ phân vân với đáp án B, Anh Bình Nói Điêu. Tại sao thế? Vì câu hỏi ấy, đâu là tên của vở kịch Stico, mà cứ Stico ấy thì chúng tôi lại lôi lãnh đạo là chiều đùa. Mà theo thống kê ở kiểm trường ấy thì anh Bình, anh Ngọc ấy là người bị chế nhiều nhất, nên khả năng cao là B anh ạ. Vâng, rất là thú vị. Vậy các đáp án còn lại của anh thì sao? À ấy, thì chắc chắn là không phải là đúng rồi. Chẳng ai lấy tên một tác phẩm nghiêm túc là tên hài kịch của Stico ở FPT cả. Biết đâu anh Hùng ở đây lại là một cái tên Hùng thì sao? Tôi không. Nhớ là có nhiều anh Hùng ở FPT lắm đấy. Không, vì cái từ sạc điêu này không hợp lý lắm anh ạ. Chả anh Hùng nào bắn chim điêu cả. Cũng không khéo bắn đại bàng ấy. Là nhạy cảm lắm. Thế còn cái Bụi Đời Tân Thuận thì sao? Cũng có thể, cái tên này rất giống cuộc đời, Bụi Đời Chợ Lớn. Mà hai khu ở Sài Gòn cũng gần nhau anh ạ. Rất có thể Bụi Đời bên Chợ Lớn ý chả sao Tân Thuận. Nhưng tôi nghĩ đây là một vở kịch Sở Thích Cô ấy, thì nó phải nói về người FPT. Chứ sao lại đặt tên là Bụi Đời ở đây được nhỉ? Ồ, thế anh không biết rồi. Dùng Bụi Đời ấy là ẩn dụ cho việc kinh doanh, đôi lúc người ta phải giành thị phần, cũng như giang hồ chém nhau giành đất làm ăn anh ạ. À, thế còn Bụi Đời Chợ Rời thì sao? Tôi thì cũng chẳng ấn tượng với đáp án này. Chợ Rời, Chợ Rời nghe nó cứ chung chung nào. Vâng, như vậy là còn hai đáp án là Anh Bình Nói Điêu và Bụi Đời Tân Thuận. Anh vẫn còn một sự trợ giúp nữa. Ừ, thôi anh cho dùng nốt sự trợ giúp này. Vậy anh sẽ gọi điện cho ai? Tôi sẽ gọi cho anh Bùi Quang Ngọc, Tổng Giám Đốc FPT. Ồ, anh Bùi Quang Ngọc, anh quen anh ấy nhỉ? À, anh Ngọc là ông chú bên FPT của tôi mà. Mà sẵn đây thức lộ với anh và khán giả, lãnh đạo FPT ai tôi cũng quen. Thế à? Thế tại sao anh không gọi luôn cho anh Bình để cho nó liên quan luôn được thế? À không, tôi thì FPT có chiến lược, quy trình cả. Anh cứ nuôi máy giúp tôi. Vâng, xin mời điện thoại sẽ kết nối với anh Bùi Quang Học, Tổng Giám Đốc của FPT. Alo, ai đấy? Dạ, cho tôi hỏi đây có phải là anh Bùi Quang Học, Tổng Giám Đốc của FPT đấy không ạ? Đúng rồi, đứa nào đấy? À, dạ vâng thưa anh, em là Sáng, gọi cho anh từ chương trình Ai Là Trọng Phú. Ở đây có anh Lê Trường Tồn đang cần sự trợ giúp của anh có sẵn sàng giúp anh Tồn không ạ? Hỏi gì nhanh lên, anh chuẩn bị họp. Vâng, chúng tôi cần có 30 giây cho. Rồi, 10 giây thôi, nhanh lên. Chú ơi, anh Bình nhà mình có hay nói điêu không ạ? Thường xuyên. Vâng, thao tác của Tổng Giám Đốc cực nhanh. Chưa đầy 1 giây chúng ta đã có câu trả lời. Và không biết là câu trả lời này có giúp được gì anh không? Có vẻ như là anh không vui về cái sự trợ giúp của anh Bùi Quang Ngọc đối với anh. Thực ra tôi vừa nhận ra mình lại thiếu một sự trợ giúp này. Anh nói vậy có nghĩa là cái thông tin mà anh Bình hay nói điêu không có gì mới cả và anh Ngọc không trợ giúp gì thêm. À không 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 không. Tôi vừa đọc lại câu hỏi ấy thì thấy là đây là một vở kịch Stico của Hoàng Sù. Mà Hoàng Sù ấy là bạn nhậu của tôi. Anh này làm ở Fish nhưng mà ở Hà Nội.
nhưng không phải là một người Tân Thuận được. Cũng lắm là một đời cái nam thôi. Vâng, rất là tinh ý. Vậy anh đã có đáp án cuối cùng cho anh chưa? Vâng, đáp án cuối cùng của tôi là đáp án B. Anh Bình nói điều. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã đưa ra đáp án cuối cùng. Tất cả vẫn chỉ là suy luận của người chơi. Liệu anh Tồn của chúng ta có vượt qua được câu hỏi số 4 này hay không? Chúng ta cùng chờ ít phút qua chương trình quảng cáo. Thôi anh ơi, cái này quảng cáo gì nữa, chơi luôn đi. À, chơi luôn à? Vâng, đáp án của chúng ta là bụi đời chợ rơi. Hả? Đấy, khổ quá, cứ sồn sồn như là cái gì phải lửa ấy. Vâng, thưa quý vị, với đáp án sai ở câu thứ tư thì anh Tồn của chúng ta đã vụt mất cơ hội để trở thành ai là chọc phú của chương trình. Không những thế, anh sẽ ra về với hai bàn tay trắng. Vậy anh có còn gì để nói với khán giả không? Cái đứa của nợ ông nghĩ ra bụi trợ rời ấy nhỉ? Nghe trả vần gì cả, là mất của bố 3 triệu. Đấy, anh cứ về anh hỏi bạn Hoàng Xu của anh thì anh sẽ rõ. Vâng, thưa quý vị, vậy là tiếng chuông báo thời lượng của chúng ta đã kết thúc. Xin được nói lời cảm ơn tới toàn thể quý vị khán giả và hẹn quý vị khán giả trong những số tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.